Rồi, em lại xin chào tất cả các bác nhé. Lại mời các bác đi thăm lưới khuyên. Pha đầu tiên buổi sáng các bác. Bây giờ là 8 giờ rồi. Gần 8 giờ rồi. Nắng quá. Đây. Lồng vẫn chưa có gì quá nhá. Này. Một này. Hai này. Đang đến các bạn. Nhưng tầm này chim nó đang đến mạnh. Nói chung là hôm nào cũng thế, cái pha gỡ đầu tiên này nó cũng gọi là nhiều rồi ấy, nhưng mà nó không nhiều bằng cái pha thứ hai. Nó khoảng từ 8 giờ bây giờ mình gỡ xong đến 10 giờ mình thăm. Tầm 10 giờ thăm nó sẽ là cái tầm mà được nhiều nhất. Đây, cánh bên này dính nhỉ. Mấy con nó đang ở đây các bạn, để em dừng máy tí em ngồi cho nó có vào xem em quay tiếp nhé. Lùa thêm được hai con các bạn. Cái này lại vừa em gỡ một con rồi và dính thêm một con. Đây cánh bên này được một con. Ui. Một nha. Hai này, ba này, bốn này, năm này, nhìn thấy năm ơi, sáu này, bảy các bạn. Và nói chung là nó cũng đang giờ chim nó đến mà, để em gỡ nhanh đi để cho nó lại vào các nhá. Đây mẹ buổi sáng này các bác nha. Đã được 10 chú. Ôi, thì là bây giờ em sẽ đi về đây. Về làm bác ạ. Tí nữa lại ra thăm. Chim nó đang đến, nó quẩn xung quanh, nó kêu ầm các bác ạ. Part 2 các bác nha. Vẫn như mọi hôm các bác ạ, đúng như dự đoán. Part 2 vẫn cứ là nhiều hơn. Đây. Cánh này này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đây một con nữa lầm quá nha. Cánh bên này thì nhiều hơn các bác ạ. Chi chả chít luôn rồi. Đây các bác nhá. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu, bảy, tám này. Chín này. Mười này. Kìa. 11 các bác. Cánh này 11. Cánh kia 4. 15 chú vâng nha. Đây. Còn cái chỗ em gỡ từ phát sáng này vâng nha. Vẫn đây. Đấy. Còn các bác lại bảo là em thả chim vào cho nó mắc lưới xong đi gỡ. Ok, giờ em lại tắt máy em gỡ đây.